Tại nghị quyết phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 1 năm 2022 vừa ban hành, Chính phủ đã thống nhất xây dựng Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi và Luật Nhà ở sửa đổi. Đối với Luật Kinh doanh bất động sản, Chính phủ thống nhất về sự cần thiết và mục tiêu sửa đổi Luật Kinh doanh bất động sản để kịp thời thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước trong việc phát triển thị trường bất động sản theo cơ chế thị trường về luật nhà ở chính phủ cũng khẳng định sự cần thiết sửa đổi để kịp thời thể chế hóa chủ trương đường lối của đảng chính sách của nhà nước trong việc phát triển nhà ở cho người dân hoàn thiện các chính sách về nhà ở còn tồn tại vướng mắt chưa phù hợp với thực tiễn bảo đảm tính thống nhất đồng bộ giữa quy định của luật nhà ở với luật đất đai và các luật khác có liên quan